Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nhu cầu liên kết để phát triển của các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh đơn lẻ cùng ngành nghề và mục tiêu. Trong thời gian gần đây, nhiều tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã được thành lập, góp phần phát triển ngành nông nghiệp theo hướng chuyên canh hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Đây là những bước đi đầu tiên để nông dân thành phố Tam Kỳ chủ động, tích cực tham gia xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tháng 7 năm 2021, Hội Nông dân xã Tâm Thanh ra mắt mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp chế biến cá khô thôn Tịnh Thủy gồm 42 hội viên, là nơi tập hợp các thành viên cùng nghề phơi cá khô trên địa bàn thôn. Đây là chi hội nghề nghiệp đầu tiên trên địa bàn xã Tâm Thanh. Từ khi ra đời đến nay, ngoài việc là nơi tổ chức các hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, chi hội còn tổ chức thảo luận và xây dựng cách thức tổ chức sản xuất, xây dựng mô hình kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm. Đặc biệt, khi có đơn hàng lớn, các hội viên còn liên kết cùng nhau để đảm bảo đủ hàng hóa cung cấp cho khách hàng, tạo sự ổn định cho đầu ra của sản phẩm. Hàng năm, chi hội này bán ra hàng trăm tấn cá khô cho thị trường trong và ngoài địa bàn tỉnh. Ví dụ mua phơi có ít thì người này phơi, người khác phơi đó. Ví dụ thiếu thì tôi phải đem trục trong là bỏ cho họ cho đầy đủ. Hậu quả khô này là đem cho kết quả lắm, cũng ổn định kinh tế, cũng có tiêu xài trong gia đình cũng được. Là xã bãi ngang ven biển của thành phố Tam Kỳ, người dân Tâm Thanh chủ yếu sinh sống bằng ngư nghiệp. Trong những năm gần đây, khi Tâm Thanh trở thành làng du lịch cộng đồng, thì bên cạnh ngư nghiệp, người dân nơi đây còn phát triển mạnh các hoạt động tiêu thụ công nghiệp, dịch vụ và các ngành nghề nông thôn. Các chi tổ hội với đa dạng nghề nghiệp cũng được ra đời, nhằm liên kết các hộ kinh doanh manh mún nhỏ lẻ, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Hiện nay trên địa bàn xã Tâm Thanh có 3 hợp tác xã, gồm hợp tác xã nước mắm Tâm Thanh, hợp tác xã dịch vụ và nông nghiệp Cát Trắng, hợp tác xã nước mắm Ngọc Lan. Một chi hội nông dân nghề nghiệp chế biến cá khô thôn Tịnh Thủy và 3 tổ hội nông dân nghề nghiệp là tổ hội nghề may mặc Hòa Hà, tổ hội nuôi tôm cộng đồng Hòa Thường và tổ hội nghề mộc dân dụng. Tất cả đều đang duy trì hoạt động một cách hiệu quả, giúp cho người dân xa biển phát triển kinh tế ổn định và làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương. Đơn hàng của mình trong năm thì cũng chung là cũng không kể biết nữa, nhỏ lớn thì cũng nhiều, nhưng mà trong tháng cũng đủ thu nhập cho anh em cỡ tầm dưới 10 triệu một người. Nhưng mà giờ có thêm tổ mộc nữa thì chắc chắn sau này nó sẽ phát triển hơn. Thì đối với các chi tổ hội nông dân nghề nghiệp thì hiện nay thì lập theo cái nhóm hộ gia đình sẽ có trên cơ sở của các cơ sở xưởng đã thành lập, thì hội nông dân thành lập xây dựng thành cái tổ hợp tập thể phát triển kinh doanh tổ hợp, và từ đó là liên kết các trong cái tổ này rất là tốt, đặc biệt là các sản phẩm, đặc biệt là cung cấp các đơn hàng sản phẩm rất là số lượng nhiều, thì có thể tập hợp vận động các thành viên trong tổ để huy động số lượng để cung cấp cho thị trường tiêu thụ, đảm bảo được cái cuộc sống cho các hội viên trong tổ. Còn tại phường An Sơn là địa phương đã phát triển tổ hợp tác mai vườn. Đây cũng là địa phương có nhiều hộ trồng cây mai xanh từ lâu đời. Ngoài giá trị về tinh thần, cây mai xanh còn đem lại giá trị kinh tế khá cao. Hiện nay, tại một số nhà vườn ở An Sơn, những cây mai xanh có giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Nếu như biết kết hợp hai giá trị ấy lại với nhau, thì người trồng mai vừa thỏa được niềm đam mê chơi mai mà còn đem lại nguồn thu nhập ổn định. Tháng 6 năm 2022, Hội Nông dân phường An Sơn đã tổ chức ra mắt tổ hợp tác mai vườn với 14 thành viên. Sự ra đời của tổ hợp tác đã tạo nên một hướng đi mới cho sự phát triển của cây mai xanh, góp phần tăng quy mô, tăng tính liên kết, tăng giá trị và phát huy tính hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân trồng mai trên địa bàn. Việc tổ chức sinh hoạt hàng tháng cũng tạo điều kiện để các thành viên trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc, từ đó áp dụng vào việc chăm sóc vườn mai nhà mình, đồng thời có sự chia sẻ với nhau về thị trường tiêu thụ. Hiện nay, các thành viên trong tổ đều cơ bản nắm vững các kỹ thuật từ ươm giống, cắt tỉa, chỉnh sửa cây mai. Những ai chưa nắm được thì các thành viên trong tổ sẵn sàng hỗ trợ, góp ý, trao đổi để cho ra những sản phẩm đẹp, đem đến giá trị cao hơn. Nhờ học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau mà tay nghề của mọi người đều được nâng lên. Tổ hợp tác được thành lập đã góp phần tạo nên thương hiệu cho cây mai xanh của phường An Sơn nói riêng và thành phố Tam Kỳ nói chung. Chia sẻ về kinh nghiệm trồng mai thì bản thân tôi có quan hệ với rất nhiều khách hàng
thì tôi sẵn sàng trước tiên là trợ giúp mua hoặc là vô lưu lạc với tất cả những anh em tổ viên và tất cả những người xung quanh trong tỉnh thành, và hoặc là mình dẫn khách hàng hoặc mình giới thiệu khách hàng đến những tổ viên hoặc những người mà trồng mai trong khu vực của mình. Thì từ khi anh em vô tổ hợp tác Mai Vượng Sơn thì năm nay anh em nói chung là nói về cái thời gian khi anh em vô tổ, biết đến thời gian đến bữa nay thì thấy những cái độ phát triển của những cái cây mơ và những anh em chơi là có độ tan rất cô. Đó. Là nói về kinh nghiệm rồi chăm sóc hay là tổ gión, nhưng mà hiện giờ thì tổ hợp tác Mai Vượng Sơn thì nhiều anh em cũng đang giữ những cái số một số cây để chuẩn bị để mà trưng bày Tết. À, để cho cái Tết đón của năm qua này nó trong phát triển mạnh hơn và cho người dân của địa phương An Sơn và cả thành phố nói chung để mà đi theo con đường để phát triển mai xanh. Thực hiện nghị quyết số 04 hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7, từ năm 2018 đến nay, các cấp hội nông dân thành phố Tam Kỳ đã thành lập được hàng chục chi hội và tổ hội nông dân nghề nghiệp. Các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với đặc thù của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thông qua việc hình thành các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chi tổ hội nông dân, hướng đến hình thành tổ hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ. Trong những năm qua, các cấp hội nông dân thành phố đã thành lập được 2 chi hội và 33 tổ hội nông dân nghề nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Các mô hình này được thành lập trên nhiều lĩnh vực gồm nuôi trồng thủy sản, rau màu, hoa cây cảnh, chăn nuôi thú y, dịch vụ du lịch, chế biến hải sản, ẩm thực, may gia công, cơ khí, điện dân dụng, sản xuất kinh doanh, thương mại. Các chi tổ hội đã xây dựng được quy chế hoạt động, kế hoạch sản xuất, phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, trang bị kiến thức về sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thị trường, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, giúp cho hội viên nông dân mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Thông qua các chi tổ hội nông dân nghề nghiệp đã giúp cho người nông dân liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh, bước đầu hình thành cho hội viên tư duy sản xuất theo chuỗi giá trị. Thì tổ hội thường xuyên hội họp để trao đổi kinh nghiệm nuôi tôm cũng như vấn đề mua con giống và đặc biệt là vấn đề môi trường, để làm cho sao cho môi trường được trong lành thì con tôm thải thân trắng này mới có hiệu quả được. Vấn đề nữa là trong thời gian tới thì với cái diện tích nuôi tôm như thế này thì hội cũng sẽ dự định thành lập và tổ hợp tác nuôi tôm để trước mắt là phục vụ cho người dân trong vấn đề mà bảo vệ môi trường, để chúng ta vào cái đầu ra cũng như là cái lượng giống khi nào mà và trao đổi kinh nghiệm giữa các hộ nuôi tôm với nhau để tổ ra sự sản xuất có hiệu quả hơn trên địa bàn. Thì còn là có cái tổ hội á, có cái đơn vị mà coi như là một số nhóm hội nông dân là đang sản xuất nhỏ lẻ, là chúng tôi cố gắng là gom lần từng lộ nghề để rồi tiếp tục là đầu tư hỗ trợ cho họ, động viên họ và tuyên truyền mạnh là hơn để cho họ có cái cách hiểu biết, nhất là về cái liên kết giữa các cái hội với là những cái doanh nghiệp, những cái cơ sở mà coi như họ thu mua tất cả các hàng hóa sản phẩm của nông dân để họ biết, để họ thành lập và đi đến cái nâng cao được cái đời sống kinh tế của hộ nông dân của thành phố Tam Kỳ. Có thể thấy rằng các mô hình chi tổ hội nghề nghiệp xây dựng trên tiêu chí năm cùng là cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, phối hợp hoạt động. Sự ra đời của các chi tổ hội nghề nghiệp đã góp phần định hướng sản xuất phù hợp trong việc xây dựng đề án mỗi xã một sản phẩm. Với hiệu quả bước đầu của mô hình chi tổ hội nghề nghiệp, trong thời gian tới, Hội nông dân thành phố Tam Kỳ sẽ đẩy mạnh chuyển đổi, thành lập các chi tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn với số lượng nhiều hơn, chất lượng hiệu quả mang lại thiết thực hơn cho hội viên nông dân, tạo tiền đề cho việc thành lập các hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi tổ hội ở cơ sở, xây dựng tổ chức hội nông dân ngày càng vững mạnh.